Xin chào các bạn học sinh nha. Xin chào các bạn học sinh 2K5. Xin chào các em. Thì nay anh chữa đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông của sở Hưng Yên nha. Nay anh chữa đề thi thử của sở Hưng Yên. Này cũng mới thi nha mấy em. Thì anh thấy đề này cũng rất là chuẩn form đề minh họa nha. Khá là chuẩn cái cấu trúc của đề minh họa đó. 2023 của Bộ Giáo dục. Rồi, thì bây giờ anh chữa luôn nha mấy em. Chữa luôn nha. Rồi, vô phần đầu tiên do là bài đầu tiên luôn ha. Take control of your time. Kiểm soát được cái thời gian của bạn. Take control of your time. Thì cái gì đây? Busy people. Những người bận rộn là dù cho họ là những người mẹ hoặc là những người giám đốc cấp cao, executives là phải quản lý được cái thời gian của họ. Thì bên dưới dưới đây là một vài cái useful principles, một vài cái nguyên tắc hữu ích trong việc quản lý thời gian mà có thể ở đây mấy em để nè, có to be. Con này là về từ loại đúng không? To be thì ở đây mình dùng cái gì được? Mà có thể nguyên tắc mà được áp dụng đúng không? Như bị động thôi. Câu C applied. Anh chi bị động, be applied. Thì con này là câu C nha. Là trên chi bị động với ba đi thôi. Là dưới đây là một vài cái nguyên tắc quản lý thời gian nó rất là hữu ích mà có thể được áp dụng trong hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống. Thì planning your time. Thì sao đây? Lên kế hoạch. Rồi đó 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 này. Lên kế hoạch cho cái thời gian của bạn là không chỉ giúp bạn hoàn thành được nhiều việc hơn mà còn rồi để danh từ stress là đây mình dùng cái gì động từ gì đây ở đây là phải giảm stress đúng không, giảm cái gì đó mình dùng câu B relieve, release stress, relieve là làm giảm á, làm giảm á, giống với chữ alleviate, relieve làm giảm, câu A là thải ra khí á, hay là nhiệt hoặc là phát hành album, câu C là phân chia, câu D thì là gia tăng increase, thì câu này là câu B relieve stress. Có nghĩa là lên kế hoạch cho cái thời gian của bạn không chỉ là giúp bạn hoàn thành được công việc hơn mà còn làm giảm stress bằng cách là bạn cảm thấy được kiểm soát. Thì planning lên kế hoạch cũng giúp bạn cope with đối phó với những cái công việc lớn. Rồi, để có dấu phẩy à. Thì đây dấu phẩy thì đây mình dùng gì mấy em? Ở đây large large task là chỉ vật đúng không? Chỉ vật thì ở đây mình dùng câu C thôi. Which. Which nha. Có nghĩa là sao? Lên kế hoạch cũng giúp cho bạn đối đầu, đối phó với những cái công việc lớn. Cái mà dường như là less daunting. Dường như là ít ít khó khăn hơn. Daunting kiểu làm nản lòng á. Khó khăn. Cái mà sẽ dường như bớt khó khăn hơn khi chúng được chia ra thành từng bước đó. À, những cái công việc này nó sẽ dễ dàng hơn á khi mà được chia ra theo từng bước. Rồi, for instance, ví dụ sao đây? Khi mà viết bài tập về nhà thì lên kế hoạch bao nhiêu tiếng bạn sẽ cần cho nghiên cứu, rồi viết cái bản phác thảo đầu tiên, writing your first draft, kiểm tra và hơn thế nữa. Thì nó tốt nhất để overestimate, để đánh giá quá mức á, đánh giá cao, giá quá mức cái lượng thời gian mà một cái công việc sẽ cần. As in, rồi mấy em đi, ở đây có giới từ in, ở đây có giới từ in thì ở đây mình dùng cái gì mấy em? In thì mấy em nhớ cho anh là mình dùng in reality nha. In reality là thực tế là đó. In reality thì cái chỗ này in reality á, em nhớ cho anh là in reality nó sẽ bằng với in practice nha. In reality nó bằng với in practice. Mình dịch là thực tế in reality với in practice thực tế là ở đây mình dịch là nó tốt nhất để đánh giá quá mức cái lượng thời gian mà một công việc sẽ cần, bởi vì thực tế sẽ có thể có những cái sự gián đoạn interruptions hay là trì hoãn delays. Hay the best plans, cái kế hoạch tốt nhất là bao phủ tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống của bạn không chỉ là công việc. Rồi typically thường á là chúng ta dành thời gian với gia đình và bạn bè chỉ khi chúng ta đã đáp ứng được những cái nghĩa vụ khác của chúng ta,
obligation, nghĩa vụ. Rồi câu số 5, ở đây mấy em coi mà dùng cái gì đây. Mấy em để ý nè, trước câu số 5 chủ yếu tác giả nói về cái gì? Nói là thường là mình nó là sao mấy em? Là những cái kế hoạch tốt nhất là bao phủ mọi lĩnh vực cuộc sống luôn, không chỉ là công việc. Có nghĩa là thường là mình chỉ bao phủ công việc thôi đúng không? Mình không có bao phủ cuộc sống. Cái tác giả nói là thường thì mình dành thời gian bạn bè chỉ khi mà mình hoàn thành xong công việc. Vậy đây là gì? Including personal time, bao gồm thời gian cá nhân vào cái lịch trình của bạn, sẽ dẫn đến cái sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và thời gian rảnh. Thì ở đây mấy em coi mình dùng cái gì được. Như lần trước là nói là thường là mình hoàn thành xong công việc rồi mình mới dành thời gian với bạn bè, người thân đúng không? Bây giờ thì lại là cho cái thời gian cá nhân, thời gian cá nhân á là thời gian dành với gia đình và bạn bè vào công việc, vào cái lịch trình chứ, là sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn. Thì hãy tương phản đúng không? Thì câu này là câu D không? However hả? Cái như lần trước nói là sao? Mình là thường là mình phải hoàn thành xong công việc thì mình mới có thời gian với gia đình và bạn bè, là những cá nhân á. Cái đằng sau thì lại nói là dành thời gian cá nhân vào cái lịch trình sẽ giúp có kết quả tốt hơn. Thì ở đây là hãy tương phản thôi. Với lại là mấy em có thể loại trừ nè, therefore với thus nó giống nhau á. Do đó rồi, ở đây câu A câu C không có chọn được, câu A câu C nó giống nhau rồi. Although thì không có dấu phẩy nữa. Thì câu này là câu D em, however. Nhớ nha, therefore với thus giống nhau. Rồi, câu số 6. Mấy câu này là sai giống trong đề minh họa em. Thì em coi câu này mình dùng cái gì. Câu số 6 để nè, cái điều mà xảy ra trong thành phố đó là cái reaction, cái sự phản ứng từ những công nhân thành phố, bao gồm firemen and policemen, bao gồm lính cứu hỏa và cảnh sát, người đã bị sa thải, laid off. Từ firemen and policemen là số nhiều đúng không? Men là số nhiều em, số nhiều kia man á. Đây là số nhiều thì đây phải là their đúng không? Their jobs. Đây phải là their nha. Their jobs, công việc của họ là gồm của lính cứu hỏa và cảnh sát. Thì câu này là câu their jobs, người đã bị sa thải từ những công việc của họ. Rồi câu số 7 đây là sai về từ vựng. Thì đây em nhìn là biết rồi, có câu B thôi, đoán được luôn. Thì đây mình sẽ dùng cái gì em? Chữ này là mình dùng chữ further nha. Further, em nhớ danh á, cái chữ further đây là trạng từ luôn rồi nha. Further là trạng từ luôn rồi đó. Further vừa là tính từ vừa là trạng từ. Thì đây mình dùng further luôn. Further đây mình dịch là kiểu như để em coi nè, anh cho coi trong cái từ điển. Cái chữ further mấy em. Ở đây, trạng từ. Thì further nghĩa đầu tiên á là ở cái khoảng cách xa hơn, đó là khoảng cách địa lý á, thì nó sẽ giống với chữ father này. Nhưng mà further còn có nghĩa thứ ba là đây, to a greater degree or extent, ở một cái mức độ cao hơn. Nè, đây là further complicated, phức tạp hơn, kiểu hơn nữa đó, nó hơn một cái mức độ hơn nữa, further complicated. Thì ở đây có nó giống với câu này luôn em. Đây, further complicated. Thì further ở đây mình dịch kiểu như là ở mức độ cao hơn á, cao hơn. Nói về cái mức độ. Thì câu này là câu B. Rồi cái chữ fatherly mấy em nhớ danh, chữ này không tồn tại nha. Mình chỉ có father chứ không có fatherly mấy em. Fatherly này thì cũng không có tồn tại nha. Nên câu này là câu B, mình dùng further. Là the matter, cái vấn đề thì further complicated, phức tạp hơn. Bây giờ là Amanda và Joe từ chối nói chuyện lẫn nhau. Hả? Nhớ nhanh luôn cái cụm further complicated nha. Further complicated là phức tạp hơn. Further complicated là phức tạp hơn. Rồi, tiếp luôn nha mấy em. Thì câu B này, câu B nha. Further complicated. Rồi, tiếp luôn nha. Câu số 8 ở đây để nè. Every weekend là mỗi cuối tuần. Thì đây là diễn tả thói quen thôi, thói quen trong hiện tại. Nên là câu C. Ở đây mình phải dùng chữ gì? Go đúng không? Go thôi. Go out. Này chủ ngữ số nhiều rồi. Thì dùng go nha. Go. Mẹ tôi và bạn bè bà ấy thường đi chơi cùng nhau vào cuối tuần.
cứ mỗi cuối tuần mình tạo thói quen trong hiện tại. Câu C. Rồi tiếp luôn nha mấy em. Anh sửa luôn bài đọc hiểu này nha. Đọc hiểu này thì cũng cũng được mấy em, không có khó lắm. Từ vựng nó hơi hơi xíu xíu thôi. Rồi thì mấy em coi hôm nay mình dùng cái gì đây? Bài đọc 5 câu, anh nói luôn nha. Đầu tiên là tsunami, sóng thần. Là sóng thần em, do nói sóng thần à. Do chắc bài đọc này nói về sóng thần. Tsunami là một cái từ của người Nhật mà có nghĩa là harbor wave, sóng cảng gì đó. Và được sử dụng như là một cái thuật ngữ khoa học cho sóng biển seismic, sóng biển địa chấn à. Và tạo ra bởi cái động đất bên dưới nước, bên dưới biển á. Hoặc là do lở đất dưới biển hay là núi lửa phun trào, volcanic eruption. Rồi, chỗ này chỉ nói về cái gì mấy em? Thì nói về cái nguồn gốc của cái tsunami á, tạo ra bởi động đất nè, earthquake hay là landslide hay là volcanic eruption. Rồi tiếp luôn nha. Thì when the ocean floor, khi mà cái đáy đại dương bị tilted, bị cái này là bị nghiêng à. Tilted, bị nghiêng hay là dốc á, bị dốc hay là upset, bị nghiêng trong suốt động đất, thì một cái tập hợp sóng được tạo ra tương đồng với cái những cái làn sóng concentric tạo ra bởi một cái vật thể rơi xuống nước. Thì đây mấy em coi mình dùng cái gì đây? Concentric, ai đón nè, để ý nè, một cái tập hợp sóng sẽ tạo ra giống với cái những cái ngọn sóng mà concentric tạo ra bởi một vật thể rơi xuống nước. Thường thường mấy em tưởng tượng á, là một vật thể rơi xuống nước nó sẽ tạo ra mấy cái gợn sóng sao, kiểu nó hình tròn đúng không? Nó hình tròn á, nó nhiều cái hình tròn là như vậy nè, tròn kiểu là tạo ra cái gọi là cái gì ta, cái gợn sóng mà đồng tâm đúng không? Nó sẽ có đồng tâm, thì nó đoán concentric là kiểu đồng tâm á, cùng một cái trung tâm em đó, thì nó tạo ra mấy cái gợn sóng xung quanh hình tròn á, đồng tâm. Thì ở đây câu số 9 này là câu D nha, having a common center, đó là có một cái trung tâm chung, đó là gọi là đồng tâm. Câu D có một cái trung tâm chung. Câu A có nhiều trung tâm là sai rồi. Rồi tiếp luôn nha em. Rồi tiếp nè. Tiếp là nói là sóng thần. Most tsunamis. Hầu hết những cái cơn sóng thần là bắt nguồn ở vành đai lửa, một cái khu vực của núi lửa và hoạt động địa chấn dài 32.500 km mà bao quanh Thái Bình Dương. Rồi thì em thấy ở đây động 1 nói về cái gì? Động 1 nó về cái gì mấy em? Đang là sóng thần gì đúng không? Sóng thần sóng thần sao? Sóng thần là nguồn gốc từ đâu? Là động đất hay là núi lửa phun trào? Rồi nó tạo ra gợn sóng bla bla gì đó. Làm được câu nào chưa ta? À chưa mấy em. Đọc tiếp đoạn 2 luôn nha. Since 1819, kể từ năm 1819, khoảng 40 cơn sóng thần đã đánh vào đảo quần đảo Hawaii. Hả? Như vậy đến đây nó tới nó đánh vào chỗ nào? Thì sóng thần có thể có bước sóng hoặc là độ dài, độ sâu, độ rộng. Độ rộng là 100 tới 200 km và có thể di chuyển hàng trăm km dọc theo đại dương sâu. Đạt đến cái tốc độ là 725 tới 800 km/h. Nhanh quá ha, cái này tốc độ này là khủng khiếp lắm luôn á, mà nó tổng nó to chả bá lửa nữa. Thì upon, ngay khi mà đến cái vùng nước ven biển, ven bờ mà nông cạn á, thì cái sóng mà chỉ khoảng nửa mét cao ở biển thôi, là bắt đầu là cái nửa mét thôi em, thì tới gần bờ như nó gia tăng lên nè, nó grows rapidly, nó phát triển rất là nhanh, nó gia tăng độ cao lên đó. Thì khi mà cái cơn sóng á, when the wave, khi mà cơn sóng đến được bờ, nó có thể đến 15 mét hơn hoặc hơn đó. Thì ở đây kiểu như là ban đầu nó có chút xíu à, cái càng vô bờ thì nó càng lên độ cao em, thì nó có thể lên 15 mét. Thì chữ x này thế cho cái gì? Chữ x này thế cho chữ the wave nha, the wave em, thế cho the wave thôi, cơn sóng á. Thì đây câu số 11 là câu B em, 11 đây là câu B, the wave, cái cơn sóng.
Rồi, tiếp luôn nha. Hey, tsunamis thì những con sóng thần có thể có tremendous energy, năng lượng rất khổng lồ, bởi vì cái khối lượng rất là lớn mà nước bị ảnh hưởng thì chúng có khả năng là obliterate, mấy em đoán là gì? Obliterate kiểu phá hủy đúng không? Destroy, xóa sổ luôn. Chúng có khả năng là xóa sổ những cái nơi ở ven bờ, kiểu như là phá hủy kinh khủng á. Mình nói về tsunami tiếp. Rồi tiếp tsunamis, mình nói về sóng thần tiếp em. Thì tsunamis không nên nhầm lẫn với storm surges, với storm surges, cái mà những cái vòm nước mà gia tăng bên dưới bão hay là lốc xoáy và gây ra ngập lụt ven bờ rất là rộng, là diện rộng á. Thì khi mà những cơn bão đến vượt đất liền thì storm surges đặc biệt là devastating, phá hủy nếu chúng xảy ra ở cái thủy triều cao. Thì cyclone, lốc xoáy và những cái storm surges đi kèm giết là ước lượng 500.000 người ở Bangladesh vào năm 1970. Thì tsunami, sóng thần mà đánh vào phía Nam và Đông Nam Á vào năm cuối năm 2004 giết hơn 200.000 người. Rồi, thì nói chung là chỗ này mấy em hay nói về cái gì? Và nói về sóng thần mấy em, nên nói về ảnh hưởng nè. Thì cái này cũng nói về là không nên nhầm lẫn với storm surges gì đó. Chung là mình cũng phải phân biệt nó mấy em. Rồi, thì ở đây mình làm được câu nào đây? Câu số 10. Which of the following is not true? Cái nào sau đây là không đúng? Câu A là nên chọn câu sai mấy em. Câu A là storm surges là những cái vòm nước gia tăng bên dưới bão hay là cyclones, lốc xoáy. Câu A có đề cập, không phải đáp án rồi. Câu A đề cập ở đây nè. Storm surges. Đây mấy em. Tsunamis không nên là nhầm lẫn với storm surges. Đây, người ta dễ hết nè. Which are cái là những cái vòm nước mà gia tăng bên dưới hurricanes hay là cyclones. Thì đây là câu số câu A có đề cập nha. Đó, dễ hết chỗ đó mấy em. Câu B, a cyclone, lốc xoáy là đi kèm với storm surges xảy ra vào châu Á. Sẽ ra ở châu Á vào năm 1970. Hiểu 1970 coi được cả ở đâu? Ở đây mấy em. Nè, cyclone và storm surges đi cùng với ước tính là 500.000 người ở Bangladesh vào năm 1970. Rồi, ở Bangladesh là ở này là châu Á. Nước này ở châu Á nha. Nên là cô B có đề cập nha. Cô B có đề cập. Cô B không phải đáp án nha. Cô B là có đề cập. Cô B là không phải đáp án. Rồi, câu C là sao? Tsunami, sóng thần chỉ xảy ra ở châu Á thôi. Rồi câu C là sai nè. Câu C đáp án mấy em. Sóng thần chỉ xảy ra ở châu Á thôi là sai nha. Sóng thần chỉ xảy ra ở châu Á thôi là sai. Only occurs, chỉ xảy ra. Bởi vì ở đây nè, đoạn cuối thì đề cập chủ yếu châu Á đúng không? Cyclone với storm surges xảy ra châu Á gì đó. Nhưng mà ở vô đoạn 2 tác giả ghi rõ nè. Đây, chỗ này mấy em. Since 1819, đó, kể từ năm 1819, khoảng 40 cơn sóng thần đã đánh vào quần đảo Hawaii. Hawaii không phải châu Á nha. Hawaii hình như ở Mỹ mấy em. Đánh ở Hawaii luôn nha. Hay là đây người ta cũng ghi nè, hầu hết sóng thần là bắt nguồn ở vành đai lửa gì đó, bao quanh Thái Bình Dương. Thái Bình Dương nó bao quanh nhiều châu lục lắm nha. Nên đây là câu C đây nó ghi về là sai. Câu D, storm surges gây ra lũ lụt bờ biển diện rộng. Câu D là có đề cập. Coastal, đề cập ở coastal gì đó. Ở đây nè, cause extensive coastal flooding. Storm surges gây ra cái này mấy em. Lũ lụt bờ diện rộng. Rồi ở đây mình làm được câu số 33 luôn, mình gọi trước nha. Cái tốc độ lớn nhất mà một cái cơn sóng thần di chuyển dọc đại dương là bao nhiêu? Đây hỏi về the greatest speed, cái tốc độ cao nhất, tốc độ lớn nhất là bao nhiêu đây? Tốc độ lớn nhất thì ở đây chỗ này mấy em, đây chỗ này nhá. Reaching speeds of about 725 to 800 km/h là sóng thần đạt đến tốc độ là 725 tới 800 km/h, nghĩa là tốc độ lớn nhất là 800 đúng không? 800 thì đây câu số
800 km/h là câu D. Là câu D nha. 800 km/h. 800 km/h. Thì câu này là câu D thôi. Câu D em. 800 km/h. Rồi mình làm được câu 9 đúng không em? Câu 12. Ở đây em còn mình dùng cái gì đây? Câu số 12. Ở đây để nè, mình rút từng đoạn. Đoạn 1 vô mấy phải vô lại tsunami rồi, sóng thần. Rồi nguồn gốc, tên gọi gì đó. Nó gây ra bởi cái gì? Động đất hay là nó lũ phun trào. Đây đang đề cập nguồn gốc của nó đúng không? Nguyên nhân gây ra. Rồi tác giả cũng ghi thêm là hầu hết tsunami là xảy ra ở đâu á? À, thường nó xảy ra ở đâu? Là tác giả kiểu như đang cung cấp thông tin về tsunami. Cái đoạn 2 thì nói về tsunami thì có thể đánh vào quần đảo Hawaii. Nó có bước sóng, vận tốc bao nhiêu. Ban đầu là nó độ cao thấp, nhưng mà càng gần bờ nó cao. Tác giả vẫn cung cấp thông tin về đúng không? Vẫn đang cung cấp cái information. Đoạn cuối thì cũng nói là tác giả nói mình là không có được nhầm lẫn với storm surges. Đó, phân biệt hai cái như thế nào. Thì thiệt hại hai cái gì đó. Nói chung là tác giả bài đọc này đó, em thấy là tác giả đang cung cấp cái thông tin về tsunami cho mình nghe đúng không? Đó, thì tuy nhiên tác giả cung cấp thông tin thôi về tsunamis. Thì câu này là câu B em. Câu B nha. Câu B thôi. Facts about tsunamis. Những cái sự thật, những cái thông tin đó về tsunamis. Câu A, nơi nào tsunami bắt nguồn. Cái này có đề cập thiệt, nhưng mà đề cập một ý nhỏ nha mấy em. Câu C là cái năng lượng của một cái cơ sóng thần là lớn như thế nào. Tremendous là khổng lồ, lớn. Câu D, damage, cái thiệt hại gây ra bởi tsunami. Không phải, cái này chỉ đề cập một ý nhỏ thôi nha, nên là không phải đáp án. Thì câu này là câu B em. Đó, cái này là câu B nha. Rồi mấy em coi coi mình có thắc mắc chỗ nào em. Coi coi có thắc mắc chỗ nào không. Rồi nói luôn nha. Câu số 14 em. Đây là tường thuật câu hỏi có tự đề hỏi. Tường thuật câu hỏi có tự đề hỏi thì em nhớ mình cứ đỡ ngôi, lùi thì. Rồi từ thời gian này trốn. Ở đây your hometown. Your là ngôi thứ hai. Để thấy người nghe. Người nghe là Tom. Thì your thành his. Câu đề là hiện tại đơn. Lùi xuống quá khứ hiện thành. Thì câu này là câu D thôi nha. Câu D em. Câu D. Câu 15. My children are possibly. Hồi để có chữ possibly nè, có khả năng. Nhiều trẻ của tôi có khả năng ở trong phòng khách. Thì ở đây là cái nào có khả năng đây? Câu B đúng không? Might be thôi. À, câu B em. Nhiều trẻ của tôi có thể đang ở trong phòng khách. Câu A không thể. Câu C sẽ đang chơi. Câu D tôi không biết liệu. Không phải rồi. Rồi tiếp luôn nha mấy em. Câu 16. We have seen each other. Chúng ta đã không gặp nhau trong gần 2 năm rồi. Chúng tôi đã không gặp nhau trong gần 2 năm rồi. Thì hiện tại thành như là quá khứ đơn thôi. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là gần 2 năm trước. Đó, thì câu này là câu B em. Câu B thôi nha. Câu B thôi. Rồi tiếp luôn nha. Cái kia là sai, em dịch là sai hết rồi nha. Câu số 17 đây là về câu đảo ngữ. Dạng đảo ngữ á. Mike trở thành người bố. Anh ấy cảm thấy một ít trách nhiệm rất là lớn đối với bố mẹ. Rồi em coi cái câu này mình dùng cái gì đây. Anh viết lại sơ sơ công thức nha. Câu A là cấu trúc đảo ngữ only after. Nó sẽ đảo ngữ với sau á. Only after là sẽ đảo ngữ với sau. Cái này mình dịch là chỉ sau khi. Nhớ nha, cái này mình dịch là chỉ sau khi mấy em. Cái này mình dịch là chỉ sau khi. Chỉ sau khi nè. Còn câu B là có cấu trúc not until. Not until thì mình đảo giống only after luôn á. Not until. Mình đảo giống only after luôn nha. Cái này mình dịch là mãi cho đến khi. Cái này mình dịch là mãi cho đến khi. Còn câu C có đảo ngữ là 3 em. Đảo ngữ là 3. Nên đảo ngữ là 3 nha. Đảo ngữ là 3.
phía sau là dùng mà để chính bình thường á. Cụ D thì đảo ngược lại hai rồi. Rồi em coi cái này mình dùng cái gì đây. Mai trên người bố, anh ấy cảm nhận được cái ý thức trách nhiệm rất là lớn đối với bố mẹ. Có nghĩa là em dịch là em thấy cái hành động thứ nhất á là xảy ra trước hành động thứ hai đúng không? Kiểu như là mình phải trở thành người bố, mai trên người bố trước á, rồi mới cảm nhận được cái thức trách nhiệm đối với bố mẹ. Thì đây câu A là gì đây? Chỉ sau khi mai trên người bố thì anh ấy mới cảm nhận được ý thức trách nhiệm đối với bố mẹ mình. Thì Disney Feel có đảo ngược với sau nè. Đó. Rồi câu A đúng luôn em. Câu A đúng luôn nha. Câu A đúng luôn. Mai trên người bố trước rồi mới cảm nhận được. Câu B, mãi cho đến khi cảm nhận được trách nhiệm vì mới trên người bố. Câu B nó ngược câu A em. Câu B là ngược với câu A nha. Và câu C là đảo ngược là 3. Em nhớ cho anh đảo ngược câu điều kiện là 3. Câu điều kiện là 3 là diễn tả tình huống trái quá khứ. Thì ở đây câu đề là Mike trở thành người bố. Thì có nghĩa là nếu mà trái quá khứ thì phải phủ định lại cái nghĩa câu đề. Là nếu Mike không trở thành người bố thì mới đúng nha. Mà phải là had Mike not become thì mới đúng ngữ pháp điều kiện là 3. Câu D điều kiện là 2 ở đây là sai rồi. Trái quá khứ chỉ dùng điều kiện là 3 thôi. Câu C thì là sai ngữ pháp nè, sai nghĩa đó. Rồi tiếp luôn nha em, câu 18 luôn. Rồi câu này khá là special, thường thường là chúng em ít gặp kiểu này nha. Để ý nè, cô ấy muốn mua một cái tủ lạnh, a fridge. Cô ấy có thể giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn. Thì em dịch câu đề cũng như là sao? Cô ấy muốn mua tủ lạnh, cô ấy có thể giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Có nghĩa là bây giờ cô ấy chưa mua đúng không? Cũng như là cô ấy muốn mua thôi. Muốn mua là trong tương lai đúng không? Cô ấy muốn mua tủ lạnh. Cũng như là một cái khao khát, một cái mong muốn trong tương lai. Thì diễn tả một cái tình huống có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai, mình sử dụng câu điều kiện loại 1 nha. Ở đây câu này là câu A. Câu này là câu A nha. Nè, điều kiện loại 1. Diễn tả một tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai. Là nếu cô ấy muốn nếu cô ấy mua một cái tủ lạnh, cô ấy có thể giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn. Đó. Thì câu A thôi. Câu B là đây dùng quá khứ hiện thành. Ước câu đề là hiện tại đơn. Ước trái hiện tại phải dùng thì quá khứ đơn, không có dùng quá khứ hiện thành nha. Câu C là điều kiện loại 2 à. Nếu cô ấy mua tủ lạnh, cô ấy không thể giữ được thức ăn tươi, sai nghĩa rồi. Câu D nếu cô ấy không mua, sai nghĩa luôn nha. Rồi, tiếp luôn nha em. Nhớ nha, câu này là câu điều kiện loại loại 1 em. Câu 19 luôn nè. Rồi, câu này có vậy chưa dễ sai em. Để nha, that is. Mình dùng cái gì đây? Đó là anh trai của bạn, người mà giúp bạn hoàn thành cái dự án, có đúng vậy không? Thì đây that is thì đây mình dùng, đây là mình đi chính em, đây là mình đi chính nha. That is ở đây là mình đi chính rồi, nó như chủ ngữ động từ á. Thì em có thấy câu hỏi đuôi mà như giờ she is là isn't she đúng không? It is là isn't it, he is là isn't he, they are là aren't they, thì cái này giống vậy luôn. That is thì là isn't, thì mình không dùng isn't that. Đối với that thì this that mình sẽ đổi thành it nha em. Thì còn là câu D nha. Isn't it? Nhớ nha. This với that á, nó là thế cho switch rồi. This, that là dùng it. Còn khi nào mà this với those á, thì mình sẽ dùng đây. Thì câu này là câu D. Isn't it thôi nha. Rồi, câu số 20. Rồi để ý nè, câu này có dễ chứ dễ sai mấy em. Được biết đến như là Vịnh Hạ Long trên đất liền, thì cái quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An thì nổi tiếng cho những ngọn núi của nó, những cái hang động và archaeological này khảo cổ em. Ở đây mình sẽ dùng cái collocation là câu B em. Câu B nha. Đây là câu B. Relics. Relic mình dịch là di tích đó. Di tích. Archaeological relics là di tích khảo cổ. À, nhớ nhanh nha. Archaeological relics. Kiểu như là di tích. Di tích là mấy cái về vật thể nè, objects, hay là mấy cái hệ thống, hay là mấy cái truyền thống gì mấy em. Di tích khảo cổ nha. Archaeological relics, cái di tích khảo cổ thì cần của B. Câu A excavation. Excavation là sự khai quật rồi, cái việc khai quật. Excavation là việc khai quật nha. Còn C heritage là di sản. Thường mấy em nhớ cho anh nè, cái chữ heritage di sản á, thì thường mình sẽ dùng cái gì đây?
Nhật ký đâu vậy ta? Thường mình dùng cái gì mấy em? À, thường mấy em nhớ danh là mình sẽ dùng là cultural hoặc là national heritage đó, nhớ nha. Thì di sản thường đi với hai tính từ nè: cultural heritage, di sản văn hóa; national heritage, di sản quốc gia. Đó, thì thường mình sẽ dùng như vậy. Còn như con này là của B, archaeological relics, di tích khảo cổ. Còn di sản này dùng này. Còn size là một cái khu vực rồi. Thì con này là của B em. Này, của B, relics, di tích. Rồi, câu số 21, ở đây về từ loại. Em thấy đây countries là danh từ. Trước danh từ dùng tính từ thôi. Của B, different. Là đi lịch tới những quốc gia khác nhau trên thế giới cho phép tôi học được nhiều thứ thú vị. Rồi, tiếp luôn nha. Câu số 22 em. Câu số 22. 22 mình dùng cái gì đây? Câu số 22. Ở đây là về từ vựng. Cái này cũng phải tầm mùa dụng cao mấy em. Crops thì vụ mùa gì? Những nhà khoa học đã giới thiệu áp dụng những cái phương pháp làm nông mới, cái mà dẫn đến những cái vụ mùa bội thu thành công hả? Crops thì mình không dùng successful nhé mấy em. Con này nếu mà successful thì nó dễ quá rồi đúng không? Successful thì nó quá dễ rồi. Ở đây mình sẽ dùng cái collocation là câu B. Bumper crops là vụ mùa bội thu nha. Nhớ cho anh nha. Chữ bumper. Bumper. Bumper thì có thể dùng mà bumper crop nè. Bumper crop hoặc là bumper harvest. Harvest là cái việc thu hoạch đó. Thì có thể là dùng như vậy nha. Bumper crop hay là bumper harvest. Cái việc cái vụ mùa mà bội thu. Đó, nhớ nhanh nha. Bumper crop, bumper harvest như là vụ mùa bội thu hay là việc thu hoạch mà bội thu rất là kiểu như là rất là thành công một cách đột ngột luôn á. Con A là hard là khó rồi, con C là giàu, là của B. Bumper crops, vụ mùa bội thu. Rồi câu 23, để ý với sau đây là chỉ tương lai. Với sau tương lai thì mình dùng cái gì mấy em? Với sau tương lai thì ở đây với đầu mình dùng mày này đang ngửa thời gian đi với thị hiện tại đơn thôi nha. Câu này là câu C. As soon as I receive your message, ngay khi tôi nhận được cái tin nhắn của bạn, tôi sẽ phản hồi bạn ngay lập tức. Once. Thì câu này là câu C. Mấy kia quá khứ đơn là sai à? Mấy kia quá khứ là sai. Quá khứ không có phối thị với tương lai được. Thì câu này là câu C. 24. Tôi không thể. The noise là tiếng ồn. Ở đây mình dùng câu B. Này dễ. Put up with là chịu đựng. Put up with mình dịch là chịu đựng á. Tôi không thể chịu đựng được cái tiếng ồn từ hàng xóm. Họ hát karaoke quá to, thậm chí là buổi tối rồi trễ. Thì câu này là câu B nha. Put up with, chịu đựng. Câu A, catch up with, mình dịch là bắt được ai đó và phạt mấy em. Bắt được, thường là cảnh sát á, cảnh sát bắt tội phạm á, và phạt. Còn câu C, take up on, take up on mình dịch là đặt câu hỏi nha. Take up on, đặt câu hỏi. Câu D thì là cắt giảm này. Như cắt giảm việc hút thuốc á, cắt down on là cắt giảm. Rồi, tiếp luôn nha mấy em. Tiếp luôn nha. Anh sửa luôn câu số 25 em. Câu số 25. Ở đây là về idiom. Em xem idiom này mình dùng cái gì? Go as great as are. Thì nhớ danh một cái câu hoặc cái idiom chứ lộn. Go as great as are. Sao đây? Đỏ như gì? Ớt hay cà chua hay beetroot? Cái này là cây cái gì ta, cái củ dền hay cây gì đó mấy em. Strawberry là dâu, thế nào lạ nhất thì chọn thôi. Thì câu C, go as red as a beetroot. Go as red as a beetroot mình dịch là đỏ mặt á, đỏ mặt kiểu xấu hổ em, đỏ mặt, đỏ mặt ngại ngùng á. Câu C thì câu C nhá. Idiom này, go as red as a beetroot. Là khi anh ấy được hỏi về bạn gái của anh ấy, anh ấy đỏ mặt, anh ấy rất là ngại. Câu C, go as red as a beetroot. Rồi tiếp luôn nha. Câu số 26, addicted. Em nhớ đi với giới từ tu thôi. Đây là câu này là câu D. Addicted to, nghiện. Anh ấy thì nghiện cà phê và không thể làm bất kỳ thứ gì vào buổi sáng cho đến khi anh ấy đã uống một vài ly. Câu D. Câu số 27, ở đây là rút gọn hai câu cùng chủ ngữ. Thì mấy em nhớ cho anh đó, chủ động mình sẽ dùng
với binh hoặc là hết viên với bài đi. Câu D là bị động rồi nè. Sai rồi, bị động là sai. Câu câu A là after với body nữa. Cái này với body đây dịch là bị động rồi nha. Đây nó dùng với body ở đây là bị động rồi. Câu B, câu C thôi, nghĩa chủ động. Ở đây câu C khác câu B ở chỗ á. Cái having với body nó khác với mình ở chỗ là nó nhấn mạnh hành động thứ nhất xảy ra trước hành động thứ hai. Thường thì mấy em sẽ dịch là sau khi á. Sau khi thì cái này mấy em coi mình dùng cái nào. Thì câu C đúng không? Sau khi thì nó sẽ đúng hơn. Còn với bên thì thường hành động sẽ ra đồng thời. Ở đây mình dịch là sau khi tham gia cái chương trình tình nguyện của UNICEF, Hùng bây giờ rất là tự tin làm việc trong một cái môi trường quốc tế. Thì câu này là câu C nhá. Having participated. Thì câu này là câu C. Rồi tiếp luôn nha mấy em. Tiếp luôn nha. Câu số 28 đây cô Trúc. D cộng so sánh hơn S verb thôi. So sánh càng càng á. D cộng so sánh hơn S verb. D cộng so sánh hơn S verb. Thì công thức câu A không có dùng được nha. The more đây không có phù hợp. Đây mình sử dụng của D em. The better. Là bạn càng hoàn chăm chỉ thì tiếng Anh của bạn càng tốt. Cô D thôi. The better. Câu số 29 là chia thì. Có thì nè. When quá khứ đơn với sau dụng. Quá khứ tiếp diễn thôi. Was singing. Khi Peter vào phòng, bạn bè của anh ấy đang hát một bài hát rất là nổi tiếng. Ông ấy nói xong. Thì câu này là câu A. Were singing. Rồi câu số 30. Ở đây decided. Mấy em nhớ cho anh là decided with to thôi. Decided to do something. Câu C. Bắt đầu chúng tôi dự định đi dạo. Sau đó thì chúng tôi quyết định là đi tới cái nhà hát. Thì câu C. To go. Bài 1. Ở đây là dạng gì đây? Giống đề minh họa. Động từ nhất trong câu là happen. Động từ hai này destroy. Thì hai động từ trong câu bắt buộc phải dùng. Phải dùng cái gì mấy em? Hai động từ trong câu thì bắt buộc phải dùng mình đều quan hệ đúng không? Hai động từ trong câu thì bắt buộc phải dùng mà mình đều quan hệ. Thì hai động từ trong câu bắt buộc phải dùng mình đều quan hệ. Ở đây là em dịch happen đây là chủ động hay bị động. Happen ở đây mình dịch là chủ động hay bị động đây. Xảy ra là chủ động đúng không? Thì câu này là câu A. Rút gọn mình đều quan hệ dùng với bên. Đó, thì câu này là câu A nha. Happening ở đây nó bằng với which happened. Rút gọn mình đều quan hệ dùng với bên. Dùng khi mà để từ quan hệ trong vai trò chủ ngữ mà động từ mới nghe chủ động. Thì đây là câu A. Happening nó giống với which happened là động đất, cái mà xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, có nghĩa nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều tòa nhà rất là cao á. Thì con là câu A nha. Happening nó giống với which happened. 32, by cộng tân ngữ là dấu hiệu của câu bị động đúng không? Tomorrow tương lai nữa. Câu D, will be signed. Thì con này là câu D, will be signed sẽ được ký. Thì 31 ở đây là câu A nha. 31 ở đây là câu A. Happening. Câu số 32 32D đúng rồi. Câu số 33. Moon ở đây là danh từ. Danh từ gì mấy em? Mấy em nhớ danh phần mạo từ á. Mấy cái vật thể duy nhất á là mình sẽ dùng gì? Dùng đờ đúng không? Vật thể duy nhất là dùng đờ thôi. Thì câu này là câu B. Ví dụ như là gì? Vật thể duy nhất là bao gồm mà đờ là sun nè. The moon, the earth. Đó. Mấy cái vật thể nhất á là mình sẽ dùng đờ em. Như là the sun, the moon, the earth. Thì câu này là câu B thôi. Mặt trăng là cái vật thể đẹp nhất trên bầu trời vào buổi tối. Đó. Thì câu này là câu B. Vật thể nhất là dùng màu từ đờ.
Rồi câu số 34 luôn. Câu này là về phụ âm em. Phát âm theo phụ âm. Cái này là chorus. Âm ca. Chorus. Chorus. Cái này mình dịch là điệp khúc mà. Chorus. Nhớ đọc âm ca nha. Còn cái này là chip. Âm chờ em. Đây nè. Cho coi. Chip. Chip. Đó, cái âm này em. Âm này nha. Chip. Chip. Làm chờ. Chip. Chip. Làm chờ. Rồi câu C câu D giống câu B em. Chip. Child. Chair. Chip. Child. Chair. Âm chờ. Câu A là âm ca. Chorus. Thì câu này là câu A em. Chorus. Thì câu này câu A nha. Chorus. Còn lại là âm chờ. Chip. Child. Chair. Câu số 35. 35 ở đây mình dùng cái gì? Đây là visit. Mi đúng không? Visit. Mi á. Visit. Visit. Nè, âm mi niệm em. Visit. Còn mấy kia là âm gì? Âm ai đúng không? Dive. Hive. My. Âm ai là như vậy nhá. Dive. Đó, như vậy nè. Dive. Dive. Thì câu này là câu A. Câu này câu A không em? Visit. Làm y. Còn làm ai nha? Dive. Hive. My. Câu này câu A. Rồi tiếp luôn nha. Qua phần trải nghiệm em. Opposite. Many people perished. Nhiều người perished trong cái trận đất ở Kobe. Kobe à? Bởi vì họ không chuẩn bị cho nó. Thì em đoán Paris là gì đây? Động đất thì thường gây chết người đúng không? Không chuẩn bị nữa thì mấy người này chắc là mấy người này là người ta chết em. Người ta biến mất luôn, người ta qua đời. Thì mình đoán là mấy người này là chết. Bởi vì họ không có chuẩn bị cho nó. Thì chết ở đây trái nghi lại là sống sót. Câu C, survived. Câu A là khởi hành, departed. Câu B mất mạng. Câu D là suy giảm, hay là từ chối. 37, at first, ban đầu không ai tin là cô ấy là pilot, là phi công á. Nhưng mà những cái tài liệu của cô ấy đã lend color to những cái lời phát biểu của cô ấy. Thì em đoán rồi, ban đầu không ai tin. Cái sau đó thì cô ấy mới cho tài liệu là chứng minh đúng không? Chứng minh những cái lời nói của cô ấy. Thì lend color to em đoán là chứng minh. Chứng minh thì trái ngay lại là không chứng minh được, không đưa ra bằng chứng được. Thì là câu D thôi. Give no proof of. Thì câu này là câu D nha. Đó, không đưa ra bằng chứng được. Còn cái câu D là chứng minh này. Thì câu D. Câu A có được thông tin. Câu B là cung cấp bằng chứng à. Câu C là cái gì? Mượn màu từ à. Không phải nha. Đây là câu D. Đây là nghĩa idiom của nó nha. Không đừng có dịch nghĩa đen nha. Rồi, anh nói luôn cái bài đọc hiểu giúp em. Coi có thắc mắc chỗ nào không? Cái gì anh nói luôn cái bài à? Đọc hiểu. Rồi nó luôn bài đọc hiểu em. Nó luôn cái bài đọc hiểu nha. We live in a world of tired, sleep deprived people. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà của những người gì đây? Sleep deprived, mất ngủ đúng không? Rồi, mệt mỏi. Đang nói về mấy người mà mất ngủ em. Thế giới đầy mà những người mất ngủ. Thì trong cuốn sách của nãy, Cutting Sheep, Nếm Cừu, Paul Martin, một cái nhà sinh học hành vi, thì miêu tả một cái xã hội, society, miêu tả một cái xã hội cái mà quá bận rộn để ngủ và không cho giấc ngủ cái tầm quan trọng mà nó xứng đáng. Rồi thì ở đây mấy em coi câu coi cái đoạn một nói về cái gì mấy em. Kiểu như đang nói về nhiều người mất ngủ quá, bây giờ là nhiều người mất ngủ quá, thiếu ngủ, quá bận rộn để ngủ, không cho cái tầm quan trọng cái giấc ngủ mà nó có. Rồi ở đây mình đọc tiếp đoạn 2 luôn nha. Thì nói về giấc ngủ em, thiếu ngủ à. Modern society,
thì xã hội hiện đại đã đưa ra những cái lời giải thích, những cái lý do cho việc không ngủ. Thì đây reasons mấy em thấy là đang bắt đầu nói về lý do đúng không? Thì đoạn 2 mình có thể hiểu là tác giả bắt đầu đề cập mấy cái lý do là không ngủ đúng không? Bắt đầu đề cập mấy cái lý do mà không ngủ. Bắt đầu đưa ra lý do nè, tại sao đây? Là chúng ta đang là một cái xã hội 24/7, nơi mà những cái cửa hàng và dịch vụ phải có sẵn ở mọi giờ giấc. Thì chúng ta dành nhiều thời gian hơn ở đây làm việc so với chúng ta đã từng, và nhiều thời gian hơn để đến nơi làm việc. Thì mobile phones, điện thoại di động và email cho phép chúng ta stay in touch, liên lạc, router lock, và TV buổi tối và internet hấp dẫn chúng ta khỏi giường ngủ của chúng ta. Thì ở đây em đoán router lock là gì đây? Router lock kiểu như là đây này, dành thời gian hơn công việc. Điện thoại di động và email cho phép chúng ta liên lạc mà giữ liên lạc mà kiểu xuyên suốt hả, ngày đêm. Đoán đó, ngày đêm đúng không em? Chạy động là giúp mình liên lạc được, giữ liên lạc được ngày đêm luôn, xuyên suốt. Thì đây chính xác nhất câu số 41, router lock kiểu ngày đêm. Thì câu này là câu C, on day and night, ngày đêm luôn á. Thì câu này là câu C nha, on day and night, ngày đêm luôn. Câu A là bao quanh bởi đồng hồ, câu B có một cái đồng hồ tròn, câu D trong suốt thời gian ngày thôi hả? Trong suốt ngày thôi, buổi sáng thôi á, sai nha, cái này ngày đêm luôn em. Câu C. Rồi tiếp luôn nha. We need more time, chúng ta cần nhiều thời gian hơn để làm hay giải trí. Cái giải quyết, cái giải pháp mà dễ dàng á là ngủ ít đi. Thì người lớn trung bình là ngủ chỉ 6.2 tiếng một đêm trong suốt tuần. Trái lại thì nghiên cứu cho thấy là hầu hết mọi người là cần 8 tiếng rưỡi giấc ngủ để cảm thấy khỏe nhất. Thì ngày nay thì mọi người đã quen với việc ngủ đi so với họ cần, và họ sống trong một cái tình trạng vĩnh viễn là sleep debt, thiếu ngủ đúng không? Ở đây nó highlight như vậy thôi chứ mình chưa làm được đâu nha, chưa làm được cái câu có chữ sleep debt. Thì mấy em thấy nè, đoạn hai nói về cái gì? Nói về những cái nguyên nhân mà mình không ngủ đủ giấc đúng không? Đầu tiên là dành nhiều gian công việc, đi hơi động email, internet, gián đoạn mình. Chung là họ ngủ ít đi để thư giãn tùm lum hết đó. Thì đây mình làm được, anh thấy mình làm được câu số 44 em. Tác giả đề cập internet trong bài đọc như là cái gì đây? Thì mình kiếm trong bài đọc á, chứ là đề cập tới internet thì mình đọc thôi nha. Đề cập internet trong bài đọc như là cái gì? Đề cập internet trong bài đọc như là, thì câu này là câu nào đây? Đây là câu C. A temptation that prevents us from sleeping. Này câu C nha. Một cái sự hấp dẫn mà ngăn cản chúng ta khỏi việc ngủ. Đó, một cái sự hấp dẫn mà ngăn cản chúng ta khỏi việc ngủ. Thì temptation này đề cập ở đâu? Chỗ internet mấy em. Internet á. Đây chỗ này nè. Đây. Đây 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 chỗ này đây. And the internet tempt us away from our beds. Thì nó có hiểu S không ta? Để hiểu S mấy em. Và internet hấp dẫn chúng ta, lôi cuốn chúng ta khỏi cái giường ngủ chúng ta. Kiểu là cái internet nó làm gián đoạn tới cái việc ngủ của mình, là nó ảnh hưởng á, nó hấp dẫn cái mình ra khỏi cái giường ngủ, ngăn cản cái việc ngủ của mình á. Nhà cô C đó, temptation là danh từ của tempt thôi, cái sự hấp dẫn. Câu A, một yếu tố mà không liên quan tới việc mất ngủ là sai rồi, không liên quan là sai. Câu B, an easy solution, một cái giải pháp dễ dàng cho việc mất ngủ, không phải giải pháp dễ dàng. Câu D, an effective means of communication, một cái phương tiện giao tiếp không hiệu quả. Ineffective, phương tiện giao tiếp không hiệu quả, không phải. Đây là câu C. Rồi tiếp luôn nha mấy em. Nói chung là đoạn 2 là đề cập mấy cái lý do mà sao mà ngủ ít đi á. Đoạn 3 là sao đây? Until the invention of the electric light, cho tới cái việc phát minh của đèn điện năm 1879, thì cái daily cycle of sleep, cái chu trình ngủ hàng ngày của chúng ta đã từng phụ thuộc vào cái giờ giấc của ánh sáng ban ngày, daylight. Nghe hồi xưa là phụ vào ánh sáng ban ngày mấy em, giấc ngủ của mình á, daily cycle of sleep mà. Rồi, people wake up with the sun, mọi người sẽ thức dậy với mặt trời và đi ngủ vào buổi tối. Nhưng ngày nay là cái thời gian ngủ chúng ta thì chủ yếu determined, chủ quyết định bởi cái thời gian làm việc hay là social life của chúng ta.
và hỏi mọi người là thức dậy nhân tạo bằng cái đồng hồ báo thức. Thì trong suốt ngày caffeine, rồi gặp tới caffeine nữa, cà phê, cái loại thuốc phổ biến nhất thế giới giúp chúng ta tỉnh giấc, thì 75% dân số thế giới là theo thói quen là tiêu thụ caffeine. Cái mà which ở đây là thế cho cái gì mấy em, which ở đây đi nhớ cái mình đều quan hệ là có dấu phẩy, which thì which thay thế cho cả một mình đề phía trước nha, which này thế cho cả một mình đề phía trước mấy em. Cái gì mình dịch là cái điều này á, thế là cái điều này là đến cái mức độ mà bộc lộ ra những cái triệu chứng của việc mất ngủ, thì which là thế cho nguyên cái cụm đằng trước á, vậy là 100% dân số tiêu thụ caffeine thường xuyên, kiểu như nó là việc tiêu thụ caffeine đúng không, của mọi người của 75% dân số này. Nói về cái việc tiêu thụ caffeine thì đây câu số 42, thì đây là việc tiêu thụ caffeine thì câu này của B nha, caffeine consumption đó, việc tiêu thụ cà phê là của B thôi. Rồi tiếp luôn nha mấy em, đọc tiếp cái đoạn cuối luôn. Đoạn 3 thì cũng chưa nói về cái nguyên nhân mất ngủ á. Hồi xưa là phù hợp với ánh sáng mặt trời, bây giờ thì ảnh hưởng bởi cái thời gian làm việc. Thì ở đây mình làm được câu 38 nè. 38 theo cái bài đọc, theo cái bài đọc thì sao đây mấy em, theo cái bài đọc, theo cái đoạn 3 chứ, ý là sau đây là không đúng, not true. Câu A, the sun obviously determined. Mấy em để ý nha, cái câu này mấy em phải dịch kỹ nha. Determine là quyết định đúng không? Để ý đang chi thì quá khứ đơn nha. Để ý đang chi thì quá khứ đơn, dịch cho đúng nè. Mấy em nhớ nhanh là cái thì quá khứ đơn á là diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và chấm dứt rồi, đúng không? Thì quá khứ đơn là diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và chấm dứt rồi, có nghĩa là bây giờ không còn nữa nha, bây giờ không còn nữa. Thì câu A mình dịch là mặt trời đã từng xác định một cách rõ ràng cái thói quen hàng ngày của chúng ta. Thì cái chữ determine ở đây mình dịch là đã từng mấy em, đã từng xác định á, nó đang chỉ quá khứ đơn á, nghĩa là bây giờ không, bây giờ mặt trời không có quyết định cái thói quen hàng ngày của mình nữa mà bởi một cái khác, đúng không? Vậy đây là câu A có đề cập mấy em, câu A có đề cập nha, câu A không phải đáp án. Mặt trời đã từng quyết định một cách rõ ràng cái thói quen hàng ngày của chúng ta, là hồi xưa là mặt trời quyết định thói quen hàng ngày của mình á, bây giờ thì không. Đây các bác nè, cho tới việc phát minh cái đèn điện vào năm 1879 thì cái daily cycle of sleep, cái chu trình ngủ hàng ngày của chúng ta đã từng phụ thuộc vào cái thời gian của ánh sáng ban ngày, là mọi người sẽ thức dậy với mặt trời và đi ngủ buổi tối. Có nghĩa là trước năm 1879 á là cái giấc ngủ của mình á phụ thuộc vào mặt trời phải không? Bây giờ thì bị ảnh hưởng bởi electric light rồi, thay đổi rồi, nghĩa là mặt trời không còn nữa, nhưng mà hồi xưa là có nha, đã từng. Nên là câu A là có đề cập, câu A không phải đáp án. Đó là hồi xưa là mặt trời quyết định á, bây giờ hết rồi. Còn câu B, the electric light, đèn điện đã thay đổi cái chu trình ngủ hàng ngày của chúng ta. Thì câu B có đề cập nha mấy em, đèn điện đã thay đổi cái chu trình ngủ hàng ngày của chúng ta. Câu B thì đề cập chỗ này mấy em, đèn điện nè, đây nè chỗ này, cái dòng mình mới đọc luôn, là cho tới cái việc phát minh của đèn điện vào năm 1879 thì cái chu trình ngủ hàng ngày chúng ta đã từng phù hợp vào cái gì đó. Có nghĩa là trước năm 1879 á là cái giấc ngủ mình phụ thuộc vào mặt trời. Cái sau năm 1879 thì đèn điện mới ảnh hưởng tới mình. Đèn điện là ảnh hưởng tới cái chu trình ngủ của mình á, nó thay đổi chu trình ngủ của mình. Nên ở đây là câu B có đề cập luôn nha. Đó, lúc trước là sun, bây giờ là electric light. Còn câu C thì sao? Our social life, cái cuộc sống xã hội chúng ta là has no influence, không có ảnh hưởng lên, không có ảnh hưởng lên cái thời gian ngủ của chúng ta, có phải không? Có phải là social life has no influence không? Không có ảnh hưởng lên cái thời gian ngủ của chúng ta. Câu C nó sai em, câu C đã bán nha, câu C đã bán. Cái social life, cuộc sống xã hội chúng ta không có ảnh hưởng lên thời gian ngủ là sai. Bởi vì sao? Trong bài đọc nè, không có ảnh hưởng lên thời gian ngủ là sai. Ở dòng thứ dòng này mấy em nghe để ý nè, đây đó là easy. But nowadays our hours of sleep are mainly determined by our working hours or our social life. Đó, nhưng ngày nay cái thời gian ngủ của chúng ta mainly determined, chủ yếu được quyết định bởi thời gian làm việc hay là cái cuộc sống xã hội của chúng ta. Thì có nghĩa là cái social life á, nó mainly determine luôn, nó ảnh hưởng rất là lớn em, ảnh hưởng chủ yếu luôn á.
Nên đây câu C nó lại ghi là không có ảnh hưởng là sai. Has no influence là sai nhé. Trong bài đầu ghi là ảnh hưởng rất là lớn luôn á, ảnh hưởng chủ yếu luôn. Câu D, đèn điện thì được phát minh vào thế kỷ 19. Thì câu D có đề cập nhé. Đây nè, về phát minh đèn điện vào năm 1879. 18 mấy là thế kỷ 19 rồi. Nên là câu D là có đề cập, là không phải đáp án nha. Câu này là câu C mấy em. Rồi, anh nói tiếp luôn cái đoạn cuối nha. Thì what does a chronic lack of sleep do to us? Cái việc thiếu ngủ kinh niên làm gì cho chúng ta? Thì mấy em đọc khúc này mấy em hiểu là nói về cái gì. Tác giả bắt đầu nói về cái ảnh hưởng của việc thiếu ngủ đúng không? Tác giả bắt đầu nói về cái việc cái ảnh hưởng của việc thiếu ngủ. Rồi, bắt đầu nè, ảnh hưởng đầu tiên. Thì ngoài việc làm chúng ta irritable, khó chịu và không có hạnh phúc như là con người, thì nó cũng làm giảm cái motivation, làm giảm cái động lực và khả năng làm việc. Thì cái điều này có những cái serious implications, những cái ảnh hưởng nghiêm trọng cho xã hội nhìn chung. Thì bác sĩ á, rồi bây giờ bác sĩ nè, ví dụ thường là mất ngủ kinh niên, đặc biệt là khi họ gọi vào buổi tối, làm cả đêm à, và ngủ ít hơn 3 tiếng. Rồi thiếu ngủ có thể seriously impair, làm suy yếu cái tâm trạng của họ, quyết khả năng ra quyết định và khả năng judgment, cái nhận xét và khả năng ra quyết định. Rồi thì nói chung là ảnh hưởng tới bác sĩ bla bla gì đó mấy em, ảnh hưởng rất nhiều thứ. Rồi bây giờ đề cập tới tired and knees, kỹ xương mệt mỏi. Thì vào đầu giờ buổi sáng thì thực hiện phạm phải rất là nhiều cái sai lầm với những cái kết quả rất là thảm họa, catastrophic results. Thì trên đường và motorways, trên đường xe máy thì thiếu ngủ giết hàng triệu người mỗi năm. Rồi bây giờ đề cập tới trên đường mấy em, trên đường thì là bắt đầu nói về tài xế đúng không? Bắt đầu nói về tài xế nè. Thì test, những cái bài test cho thấy là một cái người tài xế mệt mỏi thì cũng nguy hiểm như là một người tài xế say rượu. Đó, là nguy hiểm như say rượu nha. Tuy nhiên thì lái xe khi say rượu thì phạm luật, nhưng mà lái xe khi mệt mỏi hay không, có nghĩa là lái xe khi thiếu ngủ hay không á, thì thiếu ngủ gây mệt mỏi mà. Như Bombetin nói, nó rất là ironic, châm biếm. Châm biếm có nghĩa là ý là mỉa mai mấy em, châm biếm mỉa mai á. Cái ý của mình là ngược lại. Châm biếm là chúng ta ngưỡng mộ những người mà hoạt động rất ít chứ ngủ ít á, thay vì chỉ trích họ cho việc thiếu trách nhiệm. Nói chung là ý chỗ này nói về cái gì mấy em? Là coi như là mình nó sẽ là châm biếm nếu mà mình ngưỡng mộ những người mà thiếu ngủ á mà lại đi làm, thay vì chỉ trích họ là thiếu trách nhiệm. Là đáng lẽ ra là mình phải chỉ trích họ đúng không? Chỉ trích mấy người thiếu ngủ mà vẫn đi làm á. À, phải nói như vậy. Ý ông này là vậy em. Ironic, nói cái chữ này, châm biếm. Thì thế giới của chúng ta sẽ thành một cái nơi an toàn hơn, hạnh phúc hơn nếu tất cả mọi người, dù công việc của họ là gì, ngủ 8 tiếng một đêm. À, nói chung là đoạn cuối nó về ảnh hưởng của việc thiếu ngủ nha. Rồi, ở đây mình làm được câu số 40 luôn em. Ý nào sau đây tác giả sẽ đồng ý nhất? Ý nào sau đây tác giả sẽ đồng ý nhất? Câu A là gì đây? Thế giới của chúng ta sẽ là một cái nơi an toàn hơn mà không có người uống rượu. Sai. Cái người uống rượu chỉ đề cập một ý nhỏ thôi. Với lại là ở đây thế giới an toàn hơn là đây là để nè. Sẽ là một cái nơi an toàn hơn nếu tất cả mọi người, công việc của họ là gì? Ngủ 8 tiếng một đêm. Tây gia đang nói về cái tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc mà. Đúng không? Chứ đâu phải là liên quan tới drinker gì đâu. Câu B, cả tài xế say rượu và những người thiếu ngủ nên bị chỉ trích. Rồi, câu B đúng em, câu B đúng nè. Bởi vì sao? Ở đây nè, đây cái dòng thứ ở đây em, chủ yếu là cái chỗ này nha. Là bắt đầu tác giả nói về khi mà mấy cái tài xế mệt mỏi nè, là phạm sai lầm và thảm họa. Trên đường đi thì thiếu ngủ là giết hàng ngàn người mỗi năm rồi. Nhưng mà cái vấn đề là sao? Lái xe khi say rượu thì phạm luật, nhưng mà lái xe khi mệt mỏi thì không. Trong khi đó nó lại lái xe khi mệt mỏi á, thiếu ngủ là giết hàng ngàn người mỗi năm nha, lại không phạm luật đúng không? Ý là lái xe khi mệt mỏi á là không phạm luật. Rồi mấy cái câu này mới nói nè, cái câu này quan trọng nè. Nó rất là ironic, châm biếm là chúng ta ngưỡng mộ những người mà đi làm ngủ ít thay vì chỉ trích họ cho việc vô trách nhiệm. Có nghĩa là ironic, châm biếm, có nghĩa là chúng ta đáng lẽ ra là phải chỉ trích mấy người mà thiếu ngủ một mình đi làm là vô trách nhiệm đúng không? Đó. Chúng ta đáng lẽ ra là phải chỉ trích họ chứ sao lại ngưỡng mộ họ. Đó. Ý cái chữ ironic là gì đó, nó châm biếm là chúng ta đáng lẽ ra phải chỉ trích mấy người này đó thay vì phải ngưỡng mộ.
Đó, thì câu này là câu B. Đó, cả hai người này, hai loại người này đều phải bị chỉ trích hết, chứ không có ngưỡng mộ người này nha. Hiếu ngủ hành động tốt là ngưỡng mộ là sai, mình phải chỉ trích họ mới đúng. Câu C, there's no point in, nó là vô ích, là chỉ trích những người vô trách nhiệm trong xã hội, cái này không có đề cập. Câu D, chúng ta chắc chắn là hành động tốt, thậm chí khi chúng ta ngủ ít đi, hầu như không ngủ á, không có nói luôn nha. Và câu B. Rồi, ở đây mình làm được câu ý chính đúng không em? Câu ý chính ở đây em thấy nè, quên, còn 43 nữa, 43 em. Tất cả những cái sau đều đề cập, như là những người mà cái performance, cái việc hoạt động của họ đó, cái hành động của họ bị ảnh hưởng bởi sleep debt và thiếu ngủ á, ngoại trừ. Thì cái này chỉ có câu D là không đề cập em, biologies là không đề cập nhé. Câu ABC có đề cập hết. Câu ABC đề cập ở dòng thứ Drivers and Chinese Doctors, ở đoạn cuối nè, Doctors em. Đây là đề cập hàng loạt cái ảnh hưởng của nó. Rồi engineer mệt mỏi thì sao đó, sẽ làm thảm họa. Rồi tài xế thì nói khỏi nói rồi, tài xế là đây luôn rồi, giết hàng ngàn người mỗi năm, thì thiếu ngủ quá. Thì có bà là chuyện là không đề cập. Rồi mình làm được câu ý chính luôn nha em. Câu ý chính ở đây em coi mình dùng cái gì đây. Vô đoạn 1 là thấy là mình sống trong thế giới mà mọi người đều thiếu ngủ rồi, nhiều người thiếu ngủ, cái mà không cho tầm quan trọng giấc ngủ nó xứng đáng. Cái đoạn 2 bắt đầu mấy em hãy tìm ảnh này gặp cái gì, reasons not to sleep, những cái lý do mà không ngủ đủ giấc đó. Thì bắt đầu đề cập tới lý do là không ngủ đủ giấc là ban đầu là gì, là mình do bị ảnh hưởng bởi công việc, điều động email internet ảnh hưởng mình luôn. Rồi để thư giãn làm việc nhiều hơn là họ ngủ ít đi, là đề cập mấy cái lý do đúng không. Cái đoạn 3, đoạn 3 có đề cập tới lý do là sao mình ngủ ít đi, là bởi vì hồi xưa đó là mình giấc ngủ mình là sẽ ảnh hưởng bởi mặt trời, và bây giờ là bị gì, ánh đèn điện nè, và cái social life, cuộc sống xã hội nó ảnh hưởng tới mình. Rồi caffeine cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ mình luôn, vẫn đề cập tới những cái lý do mà mất ngủ, thiếu ngủ. Cái đoạn cuối bắt đầu vô dòng đầu tiên thì ghi gì, đây tác giả ghi cái gì đây, what does a chronic lack of sleep do to us, thì việc thiếu ngủ kinh niên làm gì cho chúng ta, làm gì chúng ta, thì bắt đầu đề cập tới mấy cái ảnh hưởng đúng không. Đó này nè, ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng của việc thiếu ngủ làm được mình khó chịu vậy đó. Rồi ảnh hưởng tới cả xã hội luôn, là bắt đầu đề cập các ngành nghề bác sĩ, kỹ sư, tài xế, ảnh hưởng rất nhiều. Nói chung là ý chính á, ba cái đoạn đầu mấy em thấy là tác giả nói về cái nguyên nhân mất ngủ, đoạn cuối thì đề cập tới cái ảnh hưởng mất ngủ. Thì ở đây câu số 39 là câu B sẽ chính xác nhất nha. Sleep deprivation causes and effects, là việc mất ngủ, nguyên nhân và ảnh hưởng. Thì câu này là câu B em. Đó, mất ngủ, nguyên nhân và ảnh hưởng. Câu này là câu B nha. Còn câu A, xã hội mà của những người mất ngủ, cái này không đề cập tới nguyên nhân và ảnh hưởng là sai. Câu C, cái việc ngăn cản tai nạn cấp bách, urgent, ở đây là sai nha. Còn câu D, một cái người Mỹ sinh nhà một nhà sinh học người Mỹ nổi tiếng, ở đây câu D là sai. Thì câu này là câu B mới đúng nha em. Câu này là câu B. Rồi mấy em coi chỗ này có thắc mắc chỗ nào không. Bài đọc này anh thấy cũng được mấy em. Bài đọc này thì cũng được nhá, và cũng không có khó lắm à, không có khó lắm. Mấy em coi coi có thắc mắc chỗ nào không. Rồi anh nói tiếp luôn nha, nói luôn cái phần đồng nghĩa với em. Đồng nghĩa nè, thanks for baking cookies for me, cảm ơn vì đã nấu bánh cookies cho tôi. You've got a heart of gold, bạn có một trái tim là bằng vàng. Thì mấy em đoán cái này là gì đây, mấy em nhìn đáp án mấy em đoán được á. Cảm ơn vì đã nấu bánh cookies cho tôi, bạn là một người tốt đúng không, mình đoán đó, bạn là một người rất là tốt. Thì câu này câu B, you are a very nice person, thì câu này là câu B em, bạn là một người rất là tốt đó, cảm ơn bạn nấu bánh cho tôi. Câu A, bạn rất là hào phóng với tiền bạc, cái này tự nhiên nấu bánh mà tiền bạc gì. Câu C, bạn là một người đáng tin cậy, reliable, đáng tin cậy, ở đây nấu bánh cho mình tự nhiên đáng tin cậy. Câu D là tim của bạn là bằng vàng là sao, này không phải rồi. Rồi 46 luôn, in a polluted environment, trong một cái môi trường bị ô nhiễm, infectious diseases, những căn bệnh mà infectious có thể được lan truyền rất là dễ dàng từ một người này sang một người khác. Thì ở đây mấy em đoán infectious là gì đây, kiểu như là dễ 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 lan truyền đúng không, dễ lây nhiễm. Thì đây là câu D thôi, contagious, thì câu này là câu D nha. Contagious nó giống với chữ infectious là dễ lây nhiễm. Câu A, immune, thường mấy em nhớ là immune system á, hệ miễn dịch, cái này là miễn dịch nha.
Câu B fatal là gây chết người rồi. Fatal gây chết người. Còn câu C là an toàn nhá. Thì câu này là câu D em. Câu này câu D thôi. Rồi, anh nói tiếp luôn nha. Câu số 47 luôn em. Câu 47. Two friends, hai người bạn Jack và David đang nói chuyện với nhau. Thì Jack nói gì? Bạn có rảnh một lúc không? Một phút hả? Bạn có rảnh không? Are you free for one minute? Bạn có rảnh một chút không? Thì bạn có rảnh không? Thì đây đáp lại là câu am. I'm kind of busy at the moment. Thì câu này là câu A nha. Tôi khá là bận rộn hiện tại. Có chi không? Ở đây em dịch là có chi không nha. Có chi không? Đó, tôi rất là bận. Tôi khá là bận bây giờ. Có chi không? Câu B là tôi có cuộc họp trong 15 phút. Cái này không liên quan lắm. Đây hỏi là có rảnh không thôi. Thì đây mình nói là mình bận. Câu C tôi không muốn rảnh rỗi à. Câu D 1 phút thì là khoảng gian ngắn, không liên quan. Rồi, tiếp luôn nha. Câu 48. Kay và Peter đang Kay và Peter có một cái quarrel, cái cuộc tranh cãi vào tuần rồi. Bây giờ Tom thì đang cho Peter lời khuyên. Thì Tom nói gì đây? Tôi nghĩ cách tốt nhất giải quyết cái vấn đề đó là giữ im lặng, keep silent. Rồi, thì Peter nói gì? Silence, im lặng có thể giết chết tình bạn của chúng ta. Thì là Peter em thấy là đang phản đối với ý kiến của Tom đúng không? Phản đối đây là câu C. Câu C nha. That's not a good idea. Đó không phải là một cái ý kiến hay. Thì câu này cũng xem. That's not a good idea. Đó không phải là một ý kiến hay. Nhưng Tom nó là giải pháp tốt là im lặng. Cái B đó là im lặng thì giết chết tình bạn. Thì câu này cũng xem thôi. Câu A đó ý kiến hay. Câu B tôi không sai. Rồi tiếp luôn nha. Câu 19 là về trọng âm. Cái này là inflation, lạm phát à. Nhâm 2. Còn lại là 1 nha. Property, physicist, character. Thì câu này là câu A em. Inflation là nhấn âm 2 nha. Inflation là nhấn âm 2. Còn lại là 1. Property, physicist, character là nhấn âm 1. Câu A âm 2. Câu số 50. Câu này là câu gì? Student, blackboard, listen và between. Âm 2 em. Between là nhấn âm 2 nha. Còn lại là 1. Between. Between là nhấn âm 2. Còn lại là 1. Student, blackboard, listen. Đó. Rồi thì mấy em coi coi mình có thắc mắc chỗ nào ở đây không? Có thắc mắc chỗ nào không? À, không biết có thiếu câu nào không ta? Chắc là không thiếu đâu ha. Không có thiếu chỗ nào hết. Mới làm em ơi, gần thi tới nơi rồi. Cố lên nha. Đừng có bỏ cuộc nhé. Ok, thôi xong rồi nha. Cái gì thắc mắc gì cứ nói anh nha. Cái gì bình luận bên dưới. Bye bye mấy em nha.